là bấm vô. Ủa rồi bây giờ cho hỏi thăm là sao mà sao không bị gì? Lấy lên ông làm sao? Lúc đó em nằm mệt quá. Năm năm gì mệt quá làm sao? Đầu chị ngồi xe vô mới thấy gì? Em mới hỏi mà anh ăn gì không? Mà tôi mua cho anh ăn rồi nó không có ăn gì đâu. Em mới lên cơm. Thì có người ghé vô. Tiền bỏ đây nó lấy hả? Rồi có cái giỏ tiền nằm đây nè, giỏ sữa chay. Giỏ tiền nằm đây nè. Có chiếc xe nó đậu đây. Xe nó đậu ở chỗ anh này. Em mới lên cơm em ngồi dậy gì nè. Mình nó ở đây rồi lấy cái giỏ tiền anh bỏ lại. Không. Nó thấy nó đi xe gì không? Biết đi xe gì không? Nó đậu đây cả tiếng hồ vậy. Không. Chạy xe giống vậy. Không. Nó 50 mấy tuổi đó, nó không có hàng khẩu trang gì hết á. Nó hỏi không có camera nè. Dạ. Camera nè. Hỏi không ăn cái gì. Nó mua giống ăn. Có mua cái hộp á, nó kêu nó có mua cái hộp. Không. Dạ. Rồi cô lại báo quay phường chưa? Dạ, lại báo mà công an ngủ hết rồi. Sao công an ngủ? Cái anh bảo vệ nó công an ngủ rồi. Công an trực 24 giờ mà ngủ gì? Dạ, đang ngủ trưa hết rồi. Không. Dạ. Chút lại báo quay phường có camera này nè. Theo nó giờ nó lấy bà ông anh vô tiền tiền hôm qua nay với là tiền cái số rồi luôn là 17 triệu hả? Ông bị có tặc quyền mà bị nó cưỡng trộm lấy giờ cái giỏ tiền hết là 17 triệu đồng đó. Cội ông tặc quyền bị gì nè bà con, thấy cội ghê không? Lại đồ hiểm rồi đấy không mua cái thóc của ông rồi không còn tiền nữa. Bị bệnh phổi. Vâng, bệnh phổi. Đừng quay dính anh nha. Nè, ông để thử ông xuống. Chú là đội ngồi mà cắp cắp đi không được rồi. Nói chung thấy ông tội và con mới thấy ông tội vô. Rất là tội. Ông bị phạt quyền mà hồi nãy lỡ ba đó có phường mà lúc mấy giờ? Dạ lúc 12 giờ rưỡi. Bắt lúc mấy giờ chưa? Bị bắt lúc mấy giờ? Lúc đó khoảng 12 giờ anh. Vâng. Ông vừa nhà ở đâu? Em hái sĩ. Tân Nguyên. Vâng, số điện thoại ông số mấy? Số điện mấy có điện? 0389. Điện bấm mà. 0389 230 622. Rồi để có gì có điện ông bị chặt cái số nha. Rồi. Có mình đó đi mình đó hả? Đi xe gì biết không? Nhớ không? Em nhớ cái gì?
thấy ông cậu nghiêm chưa? Có gì đâu, nó quá trời. Quá trời. Hỏi em đưa về quê chị bệnh đó. Nếu mà không hoài luôn, giờ đi đồ về cũng quá tao lo rồi đó. Vậy. Sao? Bây giờ phải có hình ảnh mới làm được, không có hình ảnh sao làm? Quay camera hả? Ờ. Vậy chứ camera đây nè, phải ngân hàng nè. Ờ, ngân hàng bây giờ nghỉ. Phải làm được cái trong những tiếng hay tiếng ra liền mất tiền. Mà ngân hàng giờ nó nghỉ rồi phải không? Nghỉ rồi, nó đóng hay sao? 6. Nhưng mà phải nè. Bây giờ cái phải là báo công an. Dạ. Để chích xuống ra công an nó mới lấy được cái camera, hiểu không? Giới thiệu camera. Đúng rồi, bây giờ nhớ 12 giờ không? 12 giờ. Có 12 giờ đâu lên. Về lại, ông tạm quyền mà tôi lấy cho ông cậu gì mấy mẹ ông đi. Anh làm nha, anh làm được cái lương tâm của anh không tính ai nha. Được anh tính ai thì khay, mà ông mà tính khay thì khay, tao nói cho mấy mình chết. Ông không có đeo không? Có. Nói gì? Nói chuyện lâu lắm. Đúng rồi. Ăn uống đồ này kia rồi. Ông ăn gì tôi mua cho ông ăn. Đó, nó mua hộp đó. Còn kêu tầm cái số đó. Nó hộp đó ông ăn đó. Vậy thì chắc nè. Em đi ngang em mua dạ, nước rồi. Nó me ổng rồi, nó me ổng. Mà giết tiền bà sao bỏ về gỡ bỏ đây xong cho người con cái giữ. Có mình đơn sống mình đơn hả? Không bỏ ta rồi chị đi. Sao mà giỏ chết con phải treo vô đúng không nãy? Ừ. Ta treo vô mình đó, không bỏ liên chồng mà chạy vô. Thì giờ có bên gì không ngon bữa rồi đó anh. Có mấy bà mệt ăn bữa rồi. Mà quá là cậu nghiệp. Bữa đó thì có 5-6 triệu thôi, bữa nay quá nhiều. 17 triệu. Không còn tiền bệnh hoạn. 17 triệu hả? Ừ. Hay tội nghiệp ghê. Bây giờ là nè, giờ một, tới rằm là mà nó giật nè, một chút phải lại báo quan phường, công phường lấy chích xong ra ra. Trong phường phút cửa đây nè. Ờ. Và tội nghiệp ghê, có gì tôi lưu lại rồi. Có gì tôi tìm được cái người đó thì tôi điện nghe không? Rồi rồi. Ờ. Rồi rồi rồi. Mấy khi nói ngân hàng á nó có làm mà vô. Mấy số hộ này có không? Số hộ này có không? Đọc qua phải không? 038 anh. 0389 230 222 bà con là thấy tội nghiệp không? Mà bị giật nên bán số mà gì bị giật. Dạ giống như ngân hàng đó con mà làm á thì quay ra đi tìm được liền. Rồi. Giờ ngoài ngân hàng nó ngay ra nói làm đâu đâu tìm được. Phải tư là nó quay ra tìm thấy à. Bán tiền 3 ngày Tết rồi. Không, không mấy đứa con rồi. Hai đứa con rồi hả? Đó, nghiệp ghê. Đó, bà con có gì bà con giúp cho ổng qua. Đó, tôi thì nói chung là có đồng nhiều cho ổng 500 ngàn, thấy không? Ờ, cho 500 ngàn, để cho ổng. Tại vì tôi giúp ổng này, tôi ấy cho ổng luôn. Tại vì hôm nay tôi giúp mấy đứa Trung Quốc á. Mấy đứa mà bị bán ở Trung Quốc phải chuyển tiền cho nó, chuyển tiền riêng là 40 triệu à, nên bây giờ không còn tiền nữa. Bắt mà giấu mà anh còn bắt đem đâu quán, anh còn kiếm được chứ định. Bây giờ có camera thì tôi mới giúp được, thấy không? Giờ nó nghỉ rồi, giờ nó quay được. Mùng 6 á, mà nhưng mà cái phải là báo công an. Công an có hồ sơ ban đầu thì mới bắt được, thấy không? Sao có con mà đủ 17 triệu không đem ra cho nó về, nó cắt cho mình cho quê, em ăn. Con ở cái quê anh. Gửi cho chủ nhà trọ. Ở đây có mình thôi. Tiền lúc nào cũng cái đeo vô mình. Cho mình thôi. Ờ. Nó hớ lại giật sao chạy. Để em nằm gì nè rồi ông đâu có để ý đâu. Ông nghĩ ai cũng tốt như vậy. Ờ. Quá trời. Đó mình khỏe quá. Quá thì... lành lẽ vô vàng bạc không có giật. Ông tạch quyền mà gì vậy? Dạ. Ông rồi ông bán số ông treo cái dọn lên. Ờ, treo cái dọn lên vai á. Ờ. Thấy trong treo đó và con cho treo cho ta thấy
cho biết mà để Như Phú lên làm chứ. Như Phú lên làm hả? Đó bà con thấy tội nghiệp không? Nó dọn theo theo mấy cái dọn lên cho họ về cho mấy anh em anh coi thấy anh giúp. Đó anh làm gì mà cực đó. Anh theo dọn vô. Đâu này thường theo dò là ông lão Bình Dương thường quay ra. Đã đọc đoàn Dương thường quay ổng đó, đọc theo dò lại đi, theo dò lại cho mọi người thấy thì mà biết ông thường quay số thì ông ta cho tiền, thấy không? Đó, thế thì quá đồng nhiều, có chia sẻ, có quá đồng nhiều bà coi giúp giùm. Bây giờ anh ở đâu rồi? Đến ăn đến lớn mà. À, không, giúp ca con giật, giúp mấy người đi gấp chia nè, đâu có giúp mấy người gấp chia đâu. Đó là tội nghiệp không? Thấy ông khóc quá trời, em suy nghĩ em nhớ tới anh thôi chứ có ai đâu mà giúp. Bây giờ ông la là đâu có ai mà cứu. Rồi mọi người thấy không, đặc quyền mà mày bị nó giật giấy số nè, có nó giật giỏ tiền không, mấy bữa nay chưa giả tiền giấy số nữa, còn thiếu tiền số không? Dạ. Đó còn thiếu tiền số. Ai tiền số? Vâng, ông ở cách gì? Bình Tân Duy. Sinh năm mấy? 1970. Vậy bây giờ ông mấy đứa con rồi? Hai đứa con phải không? Con hai đứa con vừa gái tay hay sao? Hai đứa gái vừa có chuyện gia đình hết chưa? Chưa, còn đi học. Còn đi học mà. Giờ ông mấy cháu con đi học phải không? Rồi. Giờ ông ở đâu? Đi quê hả? Đó bà con thấy không? Rất là còn nhiều. Dạ. Thôi chưa. Ủa cô là sao với ông? Dạ. Mấy bữa chị kia chị chở đi á. Rồi thứ hai chị đi về quê rồi nhờ em chở. Rồi. Nhờ chở hả? Đó bà con thấy không? Rất là đau. Đó bị giật đời với xấu nè bà con thấy không? Bà con thấy không? Rất là đau khổ đang tay. Có khăn mình. Đó bà con mai giúp đỡ giúp giùm chồng nghe bà con. Có giúp đỡ không? 17 triệu mà chưa giá tiền giấy số nữa. Đó. Bà con chưa giúp giùm. Rất là đau. Bà con có giúp giùm coi. Đó. Bà con thương tình thương người thì giúp giùm một cái mảnh đời này. Có chú Hải cho được 500 ngàn. Cô bán giấy số cho được 50 ngàn. Rồi, bà con thấy không? Bác mẹ có con thiếu hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Cô thì cho của anh Hải hiệp sĩ ảnh lại giúp chợ. Mong cô bác có cô bây giờ này lai gì nhiều cho có thương tình hơn. Mất tiền 17 triệu rồi cho những đơn góp lại cả giấy số cho thầu giấy số cho thành phẩm với tên. Bà con quét nè, quay cái dọn sao rồi em, quay sao nè, cái dọn nè, đã quay xét được cảnh cảnh rồi, mọi người biết ổng bị khó khăn mà tụi ấy, đó đặc quyền mà gì, mà bị nó ép bỏ ép ôn vô rồi đó, quay dắt cái dòng, dấu dòng là quay dòng luôn, bạn đi hút nha, hút rút kinh nghiệm đeo cái vỏ lên người nha, không có để hoài nha, vỏ hoài đó, đâu năm đầu vỏ đó. Nó cho ông ăn gì mà lấy ra đồ ăn. Có mua cái hộp đó. Nó mua hộp cơm hả? Hộp xôi thì cơm. Hộp bún hả? Đó, đó, đồ hay. Bún thật lớn. Đó, đồ thấy không? Hộp bún nó lấy đây đấy. Bà con thấy là tội nghiệp dơ. Bà con thấy là tội dơ. Đặc quyền mà còn nó còn lấy. Bà con còn lấy thì tội bảo dơ. Tội dơ là tội. Tốt chưa? Rất là đau kìa. Khóc quá trời. Còn nó còn coi có gì giúp chồng nha. Tết chứ là nó canh chợ búa chứ mấy ông nó xấu. Ta đã gì mà tụng đấy. Đó bà con heo. Còn thấy tội nghiệp chưa? Dạ. Phải bảo vệ
mới bắt được, có hình ảnh mới bắt được, phải không? Có câu lăng hẹn nè. Đấy, tội nghiệp nghiệp. Đó nào. Bây giờ chụp mấy ngày Tết mà bị nó lấy theo. Cầm theo đỏ, theo nhiều tiền. Không có bình ổn mà. Mới làm như này không về rồi mà. Không về. Con có cái gì điều gì mà con có điện hộ giúp cho ổng thì bà con hiện giờ là ổng không có tiền mà trả tiền vé số cho hội chủ thầu đó. Có gì bà con liên hệ với tôi sẽ giúp ổng qua cái bệnh nạn này nha. Rồi cảm ơn bà con có gì điện hộ cho địa chỉ hiện tại qua số hội 0913785858. Cảm ơn bà con, cảm ơn. Rồi để tôi giúp cho ha. Bà con là bận giúp cho ổng tội nghiệp quá. Tội nghiệp thiệt là tội nghiệp nè. Bây giờ chị có lời nói đi, dạ, chị là người dạ, em, đi đường chị gặp làm sao? Dạ em cũng là người đi đường vậy đó, gặp người ta giật vậy đó, thấy ổng khóc á. Nhờ anh Hải là tới để mà giúp đỡ để mà lấy lại số tiền cho anh để trả cho đại lý vậy đó. Bây giờ chị thành thật biết ơn, cảm ơn đội hiệp sĩ mấy anh Hải. Rồi dạ. Rồi bây giờ chú có đôi lời nói đi. Có lớn lên. Em bán số ở đây bị bệnh quá đi, bữa nay bị dịch hết. Dậm mấy ngày nay được có 17 triệu mà chưa có trả tiền cho tàu với số. Giờ em bị dịch hết rồi. Có nhờ cái cô này với điện cho chú Hải lên để hỗ trợ giúp đỡ để lấy lại số tiền. Nhưng mà giờ chưa có lấy được. Không cô bác cộng đồng đón xuân vui vẻ năm mới dồi dào sức khỏe là mang bát đạt thương tình cho em tật nguyền giúp cho em có một số vốn để em trả lại cho đại lý với số lại hai cử với số tới mười mấy triệu em dành dụm dư được mấy triệu nữa là 17 triệu giờ em thành thật biết ơn của cô bác cộng đồng mạng và chú Hải giúp đỡ cho em rất nhiều em biết ơn. Rồi, cảm ơn chú. Rồi chú. Rồi bây giờ chị làm ơn chị đến công an phường trình báo giùm tôi để chiếc xe ra là tôi giúp cho. Dạ. Có hành mặt đối tượng là tôi sẽ giúp bắt lại được ha. Dạ, em cảm ơn anh Hải. Rồi. Năm mới chúc anh Hải với đội hiệp sĩ anh Hải là một năm mới nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Rồi. Dạ, giờ tiếp tục làm nhiều điều tốt cho bà con cô bác xã hội. Rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn mọi người nha, cảm ơn. Hãy chia sẻ rồi.